đang chương trình diễn ngâm sấm giảng giáo lý Phật giáo hòa hảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, mở đầu chương trình diễn ngâm, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quyển Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, tức quyển nhất Văn Lục Bát, dài 912 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. Quyển này Ngài viết xong trước Đệ Nhị Thế Chiến tại làng Hòa Hảo, khởi đầu bằng câu Hạ Nguyên nay đã hết đời, và chấm dứt bởi câu Tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Nội dung: Đức Giáo Chủ đánh thức quần chúng bằng cách tiên tri những cảnh lầm than khốn khổ mà nhân loại sẽ phải trải qua trong thời đại nhiễu nhương. Chẳng hạn, Ngài nói trước các năm từ lúc xảy ra cho đến khi chấm dứt Đệ Nhị Thế Chiến. Mèo kêu bá tánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng. Người ta đã thấy đúng 100%, từ khởi đầu cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai mèo kêu năm 1939 cho đến khi hai quả bom nguyên tử của đồng minh bỏ xuống nước Nhật để chấm dứt chiến cuộc gà gáy năm 1945 không sai một mãi. Cuộc giết chóc ghê tởm của chiến tranh tuy ngưng từ năm gà, nhưng theo Đức Giáo Chủ, nó sẽ còn tái diễn tại Việt Nam và sẽ lan diễn khắp nơi. Đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn tại gia. Trong tác phẩm này, Đức Giáo Chủ cũng tường thuật Ngài quá hiện ra đuôi cùi buôn bán khi già lúc trẻ, dạo khắp lục châu để thử lòng chăm họ, giác tỉnh mọi người, gọi họ theo về đường ngay nẻo đạo. Kính mời quý vị nghe các độc giảng viên diễn ngâm sau đây. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ Nguyên nay đã hết đời, phong ba trần hạ nhộn nhàng xiết cơ chi, ngồi buồn điên tỏ một khi ba gia khổ não vậy thì tự phàm gian thấy đời ly loạn bất an, khắp trong các nước nhộn nhàng đau binh. Kẻ thời phổ nghĩa bố
dình gian hay, nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thứ ngày rài tịnh tâm. Cơ thâm thì quả diệt, cơ thâm nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói ơi càng giàu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hầm beo khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này vâng lệnh Minh Vương, giới lệnh Phật đường đi xuống vàng dân. Thấy trong ba tánh ơi phàm trần, kẻ khinh người nhào thần tiên quỷ tàn. Mặc ai bàn tán ơi gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức kỳ ân, làm cho người gần ganh ghét khinh khi. Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật, lòng thì tà gian. Khắp trong ba tánh trần hoàng, cùng hết xóm làng đều bi người điên. Điên này xưa cũng như ai, vào các ra đài tốt bực ký giàu sang. Nghĩ suy danh lời vật lắm sáng tu trì, nhờ trời may mắn một khi thần thơ lại gặp đức thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, đồng lòng bác ai ra ơn giải truyền. Thấy điên tâm tâm ơi quá thiền, đổi trong sao khắc liền thiên cơ.
Dương trần kẻ trí người ngu, ham vọng ham dù danh lời xê sang. Cờ đã đến nước bất an, chẳng lo tu niềm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì, trong cha yêu Chúa kính vì tổ tông. Ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hà máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thành thơi, dỗ Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của thần tiên, ở trên non núi xuống miền lục châu. Đời còn chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đặng chầu Phật tiên. Thế gian ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá không. Thế gian chuyện có nói không, đến hồi mây rồng thân chẳng toàn thấy. Giết đời đến lúc cấn gai, mà cùng tối ngày nói xeo nói xiên. Dương trần tội ác liên miên, sao xuống quỳnh tuyền địa ngục khó ra. Điên này nói việc gần xa, đặng cho lễ thư biết mà lo tu. Tu cho qua cửa diêm ma phù, khỏi xa địa ngục ao du thiên đài. Đường đời chẳng có bao dài, nên viết kỹ một bài cho ba tánh đi coi. Tuồng đời như pháo châm ngòi, ba già yên lặng mà coi nghĩ khùng này. Khùng thời ba tớ một thầy, giảng dạy dạy đầy rõ việc thiên cơ. Điên đây còn dài nghĩ còn khờ, yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Ba gia kẻ thấp người cao, chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu. Bây giờ giá dài
Lúc vi này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương trần biếm nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cùng cam tâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bãi núi ngã cười thầm sư ấy mang. Nói rằng lòng chẳng tham sang, sao còn ham của thế gian làm gì. Việc này thôi quá lạ kỳ, cũng trong Phật giáo sao thầy chê khen. Lúc khi này tâm trí rối bèn, tiếng quyển tiếng kèn mặc ý ba gia. Hết gần rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng lâm tuyệt vời, giả như hàng tinh đời thời loạn trốn. Đến sao danh nổi như cồn, làm cho hạng gió mất hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hàng tinh vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Ba già phải ráng làm lành, niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên. Thương đời trong dạ chẳng yên, khắp trong lễ thứ thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Mang theo danh lợi ôm o, sẵn của hét hò đứa ở người ăn. Đừng khi nhà lá một căn, mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cửu quyền thất tổ chẳng thờ, để thờ những đạo ngọn cờ trắng phao.
dương trần bùng giả nhiều màu, thấy cảnh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người cổ còn ghi, những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đào biết kỹ thừa tới đâu. Ba gia mau kiếp lo âu, để sao đối đầu chẳng đặng toàn thấy. Việc đời nói riết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu bá tánh nơ lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Con ngựa lại đã con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khỉ kia cũng bị xáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt cứ rưng rưng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hung. Việc đời nói chẳng có cùng, đến sao mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắt diệt tà tay, nên đi mới làm vậy cho khỏi ngày nghi. Thiên cơ số mạng biết cử tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giả đạo bồi hồi, còn chi linh thinh mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước cứ trong khe, nó tưởng đặt cứ về nói biếm mơ người hung. Điên này nói chi theo khùng, như thể dây dùng đặng cứu ba gia. Sau này kẻ khóc
dài ba năm nữa biết mà tà tính. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba tánh mặc tình nghe không. Việc điên điên sửa chưa xong, lục châu chưa dấp mà lòng ồ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng kề nói lão kiếm cơm. Thấy nghèo coi thế sắc sớm, rồi sao mới biết rác rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn giảng cho người cười chê. Từ đây sắp đến tham thế, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Khuyên đừng xài phí xa qua, ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét tối xem lui, chừng gặp tuổi mùi ba tâm biết thân. Tu hành chẳng được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong dạ chẳng yên, điên gai chèo quê dạo miền Lục Quy Châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng dạ người xưa. Ba gia ai biết thì ưa, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, già quê già dốc khắp trong thì thiền. Đi nhiều càng thám càng phiền, lên dõi xuống dịnh nào yên ngữ thân già.
chèo miếng lại hát ca, ca cho ba tâm biết đời loạn lê. A Di Đà Phật từ bi, ở bên thiên trước chứng tri ngữ lòng này. Từ ngày thọ giao với thầy, dẹp lòng dĩ kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tâm y thân, miễn cho ba tâm được gần bồng mà lai. Đời này vốn một lời hay, khắp trong trần hà mấy ai tu trì. Đời này danh vật làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh y non y bồng, mấy ai mà có thiền lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tay, bắt ngưu bắt cày đặng chúng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Thấy đời mê môi lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chính ghê. Chữ tu không phải lời thề, mà không nhớ đến đặng kề tiên ban. Nói nhiều trong già xóm sang, cùng hết xóm làng tàn ác nhiều hơn. Thầy chùa như thế cây sơn, ngoài giá coi chắc trong thời mỗi ăn. Buồn thay cho lũ ác tăng, làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật tổ thêm rầu, dần trong tăng chúng sao lừa dối dân. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần diêm vương. Ba gia lầm lạc đáng thương, nên trước Phật đường thọ lành dạy dân. Dương trần nhiều kẻ ham sân, cứ theo biếm nhẹ xa gần người điên. Lòng buồn mượn lấy bút nghiêng, viết cho trần hà bớt phiền
lo tu. Thương đời chớ chẳng kim xu, buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi. Có chi mà gọi rằng vui, khắp trong ba tánh gặp hồi gian lao. Từ đây hay ốm mơ hay đau, sáng tu đem được ngữ Phật vào trong tâm. Lời hiền nói rõ quả thâm, đặng cho ba tâm tình tâm ngày nay điên mở đạo lành. Khắp trong lễ thứ được rành đường tu, nay đã gần cuối mùa thu, hết ngủ tới dài công phu gần thành. Ngày nay điên mở đạo lành, khắp trong lễ thứ được rành đường tu, nay đã gần cuối mùa thu, hết ngu tới dài công phu gần thành. Xác trần đạo lý chưa rành, mấy ai mà được lòng thành với điên. Điên này sẽ mở sức đi xiền, dắt dìu ba tánh gần miền tiên ba. Không ham danh đi lợi giàu sang, mong cho ba tánh đi được nhàn tâm thân. Thường về chầu Phật tấu trần, cầu xin Phật tổ ban lần đức kỳ ơn. Nay đã bày tỏ nguồn cơn, cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường. Phật trời thấy khổ ơi thời thương, muốn cho lệ thứ thường thường làm nhân. Đừng ham tranh đấu thiệt hơn, tu niệm sờn uổng lắm dân ôi. Hồng trần biển khổ thấy
sau này đau đớn sâu bi. Tu hành tâm trí sáng trì, sau này sẽ thấy việc gì trên mây. Đừng làm tàn ác ham gây, sẽ có người này cứu vớt giùm cho. Dương trần lắm chuyện đôi con, phải dẹp vị kỳ mà lo tu hành. Kệ kinh tưởng niệm cho sanh, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Lúc này thấy dối bi ai, chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâm. Mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm, từ đây đạo hạnh được mầm thanh cao. Hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lễ thơ bước vào đường tu. Xưa nay đạo hành quá lâu, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa. Mặc tình kẻ ghét người ưa, điện chẳng nói thừa lại với thơ dân. Quan trường miệng nói gian sân, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lấp mắt ngơ mấy kỳ. Người đời lòng dạ bất tri, trông cho làm bình dị kỳ nó coi. Dương gian chầu úp được voi, dấu đầu rồi lại cùng loài sao đuôi. Nói nhiều mà giả chẳng nguôi, việc tô ba tâm bắn lùi như tâm. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm má của người. Thế gian nhiều chuyện nực cười, tu hành chẳng chịu lo nghe cười, lo nghe khinh. Người già ham muốn gái sinh, đến sao chẳng biết thân mình ra nghĩ sao. Xác
thân cọp xé bèo quào, còn người tàn bao máu đào tuôn rơi. Tu hành hiền đức khi thành thời, ngài cha thảo Chúa Phật trời cứu cho ba già hải răng mà lo kiếm lao đưa đò, nói chuyện quyền cơ bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít ý tờ trần hạ tình tâm. Đến sao khổ hạnh khỏi lầm, nhờ công tu niệm âm mỹ thầm quá hay. Chừng nào chim mi nọ biến đi bay, cả kia biến lồi khổ này mới nhắc khi ra quá thảm mi quá nghi quyền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân lý hết đi lâu, khắp trong lê thứ ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác khi nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét trụ dương, ham mê đắc kỷ là phường bội cha. Hết gần điên lại nói xa, nói cho ba tâm biết mà người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dưỡng trần phải ráng tu trì sớm khuya. Đừng ham làm chức nắc nia, ngày sau như khóa không chìa dân ôi. Tu hành như thế thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưa sâu thì quả cũng thâm, ngày sau sẽ biết thu cầm chỉnh ghê. Hầm béo tay tượng bồn bề, lại thêm ác thú mạng xà rít to. Ba già ai biết thì lo, gác tay dèm xìm đôi co ít gì. Hết đây rồi đến vị kỳ, sưu cao thuế nặng vậy thì thiết tha. Dân nay như thế không
là thảm thương. Thứ này đến thứ Minh Vương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc ổ ê. Cám thương trần hạ nhiều bề, bởi chân tàn bao khó kề Phật tiên. Chúng ham danh lợi điền viên, ngày sau đến việc lụy phiền suốt canh. Kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ trong người cao tu hành, Nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải sáng biết kỹ rành đường đoạt thù hềm với nhau. Đến chừng có ốm có đau, giang mồm niệm Phật, Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngọng nói cò, đây cũng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là vinh, chẳng lo niềm cứ gần với điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền quảng tàu tầng ai hay. Chừng sau đến hồi rồng mây, người đời mới biết điên này là thuyền chèo quế tay gai. Thuyền đi nước ngược đến dài cù lao, xa xa chẳng
thiết làng lòng khánh ít đi người nào tu. Tớ thầy liền giá đuôi mồ bèn đi ca hát kim xu dương trần ba gia từ lai rần rần trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi nực tí cười trần hà một khi ở một đêm thì sáng lại qua sông bình minh vừa buổi chợ đông bài trò bán rồng đời nay cho thiên hạ tửu đông dày rồi mới ra bài hát diệt thiên cơ tới đây ba tâm làm ngơ buồn cho lễ thứ kịp giờ ra đi lìa xa hồng ngự một khi thẳng đường trực chỉ điên đi tân thành tới đây ra mặt người rành nói chuyện thiết sành thông lão đạo nho nhiều người xúm lại đôi con chê lão đưa đò mà biết việc chi thấy đời đồng tâm từ bi điên chẳng bắt tị còn mất việc xa khoan khoan chân nọ bước ra giáp rạch cả cái rồi ra ngoài giam đói nhìn mây nọ trắng lam điên ra sức lực chèo chơi một giờ xa nhìn sương bạc mờ mờ tân an làng nó vẫn nhờ bắp khoai giá người bán cá bằng nay dân chúng ngày rài xúm lại mua đông tới lui giá cả vừa xong điên cùng bằng lòng cần đủ cho dân có người chẳng chịu ngang cân bỏ thêm chẳng nghi bất mấy lần không thôi nực cười trần hạ lắm mi ôi giảm cho ba tánh đi một hồi quá lâu thân già thức suốt canh thâu
nói cho Lê Thứ hoài đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết phổi rồi quay thuyền trở lại bồi hồi sâu a bê. Và người tàn tật khi một khi xuống giàm kinh sáng được thầy chúc vui. Một người nhà lá hầm hôi mà biết đạo lý mời cùi lên đi chơi. Bàn qua kim cổ một hồi cùi xuống giữa dời châu đốc đi thẳng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông giả gái không chồng đi bán đi cao tươi. Thấy dân người ở chợ nực cười xúm nhau chiêu ghẹo đặng cười gái ta. Buồn đời lắng mà ngẩn ngơ biển mất lên bờ liền giá côi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui thấy kẻ đuôi côi chẳng đời nay quý trọng người sang giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chợt chú thầy nó thấy làm vậy chẳng bắt ngài nghi. Xuống thuyền quay quá một khi chèo lên vịnh tế vô thì núi sam đi ngang chẳng ghé chùa am suối dòng núi sập đặng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u sù cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghe rao diệt gần xa bồng lái tiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đào ước mong nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tại lình phương Tây cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Có người nói xeo nói xiên chú muốn kiếm
nói gạt bá gia. Thoáng nghe lời nói thiết tha, rừng rừng nước mắt trèo về mặt dưng. Tay trèo miệng cùng rau chừng, đường đi tiên cảnh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng lý phủ đổ thừa trọng ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng hiền từ thương xót bá gia. Bây giờ gặp việc thiết cứ than, bạc vàng có cứu anh mà hay không? Hết tay điên lại nói đông, có ai thức tỉnh để lòng làm chi? Mặc dưng mất cơ vàng y từ bi, thuyền đi trở ngược về thì giảm nao. Dòm xem mới thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi dài câu. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc tham sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt đi mà người hung. Đến chừng thu ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai giảng đạo chẳng ai nghe. Đời như màn nó băng the, hãy ráng đọc về của kẻ khùng điên. Khỏi giảm lại phiền lòng thêm. Tới đây các ban đêm, ai có thù hèn chửi mắng cũng cam. Cho tiền cho bạc chẳng quyết lòng dạy dỗ dương trần mà thôi.
Nghe rồi thì cũng vui rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về Phong Mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch chân. Ghe chèo khúc quèo khúc quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bồi hồi, khó đứng không ngồi, thương xót ba gia. Kiến vạn làng nó chẳng xa, kiếp màu tới đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà cửa ít ôi, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đói rách xin xu, ra tay cứu vớt đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bồn bề, rõ ràng bến lức đã kề bên ghe. Giá người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rộng việc thiên cơ. Hết về rồi lại nói thơ, làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nói xong, đi luôn ba cụm kẹo lòng ước mơ. Tới đây dẹp hết vẻ thơ, giả người bán mâm quá khờ quá quê. Chợ này thiên hạ bồn bề, kẻ nhúng người trề chê mâm chẳng ngon. Bàn hàng tiếng nói quá giòn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Bưng thời kẻ nếu người trì, ở đây không bán chỉ thì đi đâu. Dứt lời rồi lại câu mâu, mắng con đi cho khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho có người đồn, biển mất xác kỹ hồn cho chúng trình ghê. Nói ra thêm thảm thêm thê, ông lành giữa kề giả bán trò
đầu cao. Bạn hàng xúm lại đau sao, ông bán giá nào nói thử nghe coi. Trầu thời kẻ mất người môi, còn cao bé dấu thấy loài tâm thì tham. Thấy già bán rẻ ơi nói ham, bị thêm quê giúp nó làm thằng tai. Ghe người biến mất khi bằng nay, cho chúng mưa biết cứ tài của kẻ thần tiên. Bên thành đến đi đó đầu liền gặp hai thằng lính nữ tra liền thuế thân. Tớ thầy nói chuyện cân phân, mới lỡ một lần xin cầu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chừng khổ não mới là nổi trôi. Linh nghe vừa dứt tiếng rồi, khoác nạt một hồi rồi lại bắt giam. Thấy đời trong giả hết tri ham, ghe người biển mất coi làm chi ở đây. Tức thời điên dạng làm thầy, đi coi đi bói khắp trong phố phường. Có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ vàng xanh. Dạo cùng khắp cả Sài Thành, khi ca khi lý nói rằng thiên cơ. Bá gia bá tánh làm ngơ, tưởng như những kẻ nói thơ kiếm tiền. Văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặc ai ghét ghét ưa ưa, chẳng dám nói bừa cho ba tấm nghe. Phiền ba ngựa ngựa xe xe, điên giả người què, gia đình thẳng sông. Què này đường xa lão thông, khắp trong thiền thị rồi thì nhà quê. Kêu cơm ba tấm nghe ghê, thêm nói bồn bề những việc về sao. Dương trần bàn tán thấp cao, chẳng
rõ việc tiên tri. Giả từ gia đình một khi thuyền loạn trực chỉ đến thì Cần Thơ. Tới đây cha kẻ quá khờ, vợ điên chồng lại đứng hờ một bên. Phố phường xóm dưới đầu trên, cùng người đi chợ xúm nhau reo cười. Thấy thiền hiền đức được mời, phần nhiều xúm lại chê cười người điên. Giờ thời các quyên thiên, chồng chăng có tiền lại quán xin cơm. Bà già coi thề rác rơm, ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi. Điên mà ca đời, với việc thiền thời khổ não ở Âu Châu. Chạy cùng chẳng sót cứ đâu đâu, lòng quá tham sầu lìa lại Vĩnh Long. Chợ quê giảng dài đã xong, thuyền loan trực chỉ đến đi dài bên tre. Chợ này đâu nơi, giọng rau rặt tiếng kim thời, rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ già qua lại lăng xăng, rằng những việc kỳ bướm mơ ông gánh chè bán hết vừa xong. Điên cũng mơ nói rồng chuyện khổ về sau. Nói rồi chân bước cứ mau mau lìa xa thiền thì đến thầy thôn quê. Đi đâu cũng bị nhúng trề, kẻ lại chửi thầy nói lù bá dơ. Thấy đời tai lấp mắt kỳ ngơ, lúc ở trên bờ khi lại đi ghé. Vào cùng
tình bến tre đổ bực thơ về lìa lại Trà Vinh. Tới đây bài đặt hát kinh đùa nhau bán thuốc mặt tình mua không. Nói ra những chuyện bông lông khắp trong lễ thơ không lòng từ bi gặp người đói khó khinh khi điền viên sự sản ai thì làm cho dài rồi thuyền lại mỹ thoáng khuyên trong trần hà ráng lo tu trì xưa nay không có mấy khi dương trần có Phật vậy thì xuống đây chợ quê dắt hết thuyền quay đi trở lộn về ông trưởng vàng dân quán chi nắng sợ mưa tầng chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương ba tâm lắm ôi bồng lai tiên cảnh sao rồi một khi nếu ai rảnh việc thì đi còn mắt nở thì ở lại dương gian có người xưng hiệu ông quan tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông thấy đời cũng bắt đồng lòng ghé vào tể xa thẳng sông lên nhà mình người tu niệm vậy mà nói chỉ lớn tiếng người mà khinh khi người nhà cám tạ một khi cũng nằm cắt bạc tiền đi ngữ non bồng xuống thuyền xuôi nước kia thẳng đi sông ghé nhà chủ phối xem lòng đạo ba ngồi chơi đạo lý bàn qua mấy bà có biết lúa mà bay không có người đạo lý hơi thông xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài điên nghe liền mới tỏ bài lúa bay về núi ngữ dành rài ngày sau hỏi qua tu niệm âm hao không biết câu nào trái ý đau
đời điên mới bước ra, tay gai chèo quay ngứa dạo mà khắp nơi. Đây hoài chẳng có nghỉ ngơi, miệng cũng rao mời tiếng cành bồng lai. Có người xuống bến đi bằng nay, mắt trời ít tiếng người rài mạng giông. Nhà ngươi thiệt chẳng có lòng, đòi đã hai ngư lần sao chẳng chịu đi. Thương đời ta luôn sầu bi, đò đi tới chốn ăn thì bao nhiêu. Điên rằng tôi chẳng ham nhiều, bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham. Điên này bụng chẳng có tham, ghé đã chớ đầy chật nứt trong môi. Và đây cũng chớ cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau ở đây. Thấy người lòng dạ tà tay, thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô. Trong môi đã mát lại khô, tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong môi dòm thấy trống không, bước nhau vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bạo biết ta, thuyền người biến mất vậy mà còn chi. Trở lên chợ mới một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cùng ra. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chân tu. Nào điên có muốn kiếm xu, mà trong trần hạ đuôi mù không hay. Hỏi ông người ở đâu rày, trả lời rằng ở Non Cài vua Nghiêu. Tới đây trong gia buồn hiu, bỏ ghe điên cũng đánh liều chưa thôi. Giả ra một kẻ hàng nồi, khắp trong hàng xóm đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đờn 5 giây.
Tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy cho giải quá căng. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hằng tám mươi. Nhiều người nghe nói reo cười, thân tôi lao lý anh cười tôi chi. Và từ chợ mới một khi thuyền đi xuôi ngược đến thầy ba răng, ít ai biết được đạo hằng ghé am thầy pháp nói rằng lỡ chân. Trước sau bài tỏ nguồn cơn, vì thương lễ thứ chi sờn lòng đây. Có người ở xóm sao trái bắp liền hoài xuống ghe, ghe điên vốn thiệt ghe bé mà lại điên nhẹ nước ngược thẳng sông. Ra oai thuyền chạy như dông, người nhà xuống bến trong lòng ngài nghi. Ông này chẳng biết người chi chèo quế vậy thì mạnh bảo quá tay. Thần tiên mà chẳng ai hay, cứ biếm nhẽ hoài buồn giá người xưa. Đời một câu, thân này chẳng để mau lâu, miệng cho ba tánh gặp chầu vinh quê. Thương trong trần hạ tham khổ nhiều bề, chớ chẳng nghĩ còn vui. Nhiều người nghèo khổ hầm hôi, không đất cầm dùi mà chẳng con thuyền đương nước gió sương. Bỗng nghe tiếng khóc tư lương,
hoài. Có người ở xóm bằng nay bị mất trộm rài đồ đạc sạch trơn. Vô thần bày tỏ nguồn cơn rằng người nghèo khó đường hờn phần duyên. Đi nghe vội vã quay thuyền dùng khóa coi bói giải phiền phàm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi vào sớm một khi đi lên nhà thì giá gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi gặp người bán thuốc cùng thời ghé vô. Mua một ve uống hơi cô uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thai. Hai thằng ở xóm bằng nay nó nói ngày rài thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy sầy thiệt mấy đứa này cãi cọ làm chi. Bước ra nhà nó một khi đi lên đi xuống kiếm thì sẽ lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa ghé vào nhà nó nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Dàm nao rài đã đến rồi hoài thuyền ghé lại bằng nay chờ đình. Hát thứ hai ơi câu hát tí quê tình đầu xem dân chúng chờ đình làm mi sao. Sáng ngày chờ nhóm mi lao sao và bận áo màu ai cùng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm đứng xa quá
lên quần nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá nghi ngôn. Nhắc ra đồng tâm lòng son, buồn cho Lê Thứ sao còn ham vui. Ở đây một buổi ghe lui, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Thầy trò chẳng nại rảo khắp bi non tầng, bận nửa thử coi. Chân tu thì quá ít đi ơi, nhiều người ẩn sĩ quá loài tâm đi tham. Đi lần ra đến nơi rảo khắp chùa am của người, dài rồi bắt chi quá tức cười. Thầy tu nhiều kẻ biến lười quá tay. Trẻ già biến dạo trong bãi núi chẳng nài công lao. Rú rừng lúc thấp lúc cao, giả ra nghèo khó giàu nhiều am dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sợi xích xiềng trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần, xuống thuyền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây giả kẻ không tiền, rảo khắp thị thiền xin xỏ bá gia. Đi rồi cũng quá thiết tha, trở về non cũ đặng mà dạo chơi. Non tiên gió mát thảnh thơi, nhưng nhớ việc đời lụy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc hát lúc ca, mà trong Lễ Thứ có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi, trần hạ nói gì đây cũng làm thinh. Tô thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặt tình ghét ương. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tâm chẳng ưa điên khùng. Xuống thuyền chèo quê thung dung,
dài đủ chỗ khắp đi cùng thử coi. Rạch giá chợ nọ thôi lôi, gần nơi ven biển cá mòi nhiều hơn. Tới đây giả kẻ có cơn, khi sai khi tỉnh lúc khi hờn số căn. Dương trần đi lại lăng xăng, chê chê nhạo nhạo cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thị thiền, linh chẳng bắt xiền nó lại bỏ lòng thương vì tấm từ bi, dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe. Dài rồi điên lại xuống xe, lòng xuyên xà đét kia nói rồng dè thơ. Giờ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong lê thứ ủ ê, sóc trăng chờ ấy thuyền kề đến nơi. Đến đâu thì cũng ta tới, nói rõ đời sắp khổ sắp lao. Thầy thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiền trần hà thảm mơ thương. Đâu có biết đi đường chân chánh mà đi, lìa xa đô thị một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Bạc Liêu. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều nhiều hơn. Đi cùng thành thế ráo trơn, cà mau đến đó thiệt hơn. Tỏa bài cho trong ba tấm chợ này, rõ việc dậy đầy lao lý về sao. Đường đi lao khổ xa bao, miệng cho trần hà bước
vào đường tôn. Tu hành đâu có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thầy trò lắm cảnh gian nan, chừng nào hết khổ mới an tâm lòng. Đằng dân đến tình gò công, vì thương lệ thư mới hồng đến đây. Xưa kia bao lục tình này, mà sao cảnh khổ xứ này nhiều hơn. Yêu dân lòng nó chẳng sơn, thầy hát tớ đờn dài cùng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tất vời, đến đó vậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuôn trà là lại với nho tươi. Đến đây thầy tớ quá mười, nói cười cười bán thuốc sơn đông. Ai ai đều cùng ngóng trông, coi lỗ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong mi bụng sao xào, nói chuyện bên ý tàu máu đổ tuôn rơi. Ca kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức ý tình việc đời gần nghe bên. Khổ đà đi đến đi như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh đi qua. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho nghi dân. Tu cho nhàn cõi tâm mi thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên nghi ban. Ha kêu bơ kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới làm. Đến lâm cảnh khổ có ta, với lệnh Phật Bà cứu giấc giùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Dài rồi thầy tớ liền đi, biên
qua đến đó vậy thì xem mấy qua đến đây dạy dỗ gần xa khuyên trong ba tánh nữa vậy mà tịnh tâm ngày nay gặp mi bạn tri âm mi ráng mà trì chí đặng tâm quyền cơ tân an giải dỗ kịp giờ chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh tới đây vừa lúc bình minh điên ra sức giảng mặt tình nghe nghe không giảng rồi dầu một thắng sông thiền thì giáp dòng thư chót là đây thương dân giảng dạy dạy đầy rảo khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân nhiều người hung ác quá chừng không biết đời khổ lo mừng lo vui nhắc ra già nọ nào ngôi từ đây lục tình đuôi cùi thiếu chi nói ra trong da sầu bi bà già chậm chậm khinh khi điền này đừng ham nói nọ nói này lặng yên coi thử điên này là ai cảm thương ông lão bán khoai vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa câu này nhắc chuyện năm xưa khuyên trong trần hạ hải chưa lòng tham khùng thời quê ngủ núi sam còn điên chẳng có chùa am dưới này vua nghiêu xưa mở đất cày ngày nay nhường lại cảnh này cho điên xuống trần dạy dỗ quyên thiên dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn cầu xin Phật tổ ra ơn lời điên khuyên nhủ như đờn ba nha thế thiền khắp hết gần xa từ đây sắp đến quê nhà điên đi đừng thấy ngu dại mà khi thầy thì quê lưu tớ thì quê tâm đời cùng cổ
còn chẳng mấy năm. Khắp trong các nước cứ thấy nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng đứa còn tài gia. Khuyên trong lê thư trẻ già, tu hành hiền đức Phật mà cứu cho. Ấy là quý báu thơm tho, đừng ham gây gỗ nhỏ to làm gì. Con thì ăn ở nhu mì, học theo luân lý kính gì mẹ cha. Sau này sáu bắc âm tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây. Đời xưa quả báo ơi thì chạy, đời nay quả báo một giây nhãn tiền. Dương trần phải ráng làm hiền, đừng trong bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người hung phải sửa cái thân, từ đây có kẻ du thần xét kỳ soi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ơi ai ghét mặt tình, phần mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên đây dân lệnh phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu bá gia. Thấy đời lòng già tay tà, cứ theo chế nhạo cười mà người điên. Ngồi buồn cái chuyện quyên thiên, chẳng có hàm tiền cũng bị ghét dơ. Giết cho ba tánh ít tờ, đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai.
mà biết đằng ngày mai. Ngày nay yên tình, ngày mai thảm sầu. Từ rày gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo cứng đầu khinh khi. Dương trần nay đáng sầu bi, nên điền mới nói chuyện đi tỏ tường. Đêm ngày tưởng Phật cho thường, phải ráng lo lường kim chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bài, dài trong trần hạ ngày dài ráng nghe. Đừng khi nhà lá chòi tre, nhà sắn cột lớn bù xè, hay ăn lúc này điên mắt lăng xăng. Dương trần biết đặng đau hằng mới thôi. Chẳng ham cũng kiên chè xôi, Phật trời chẳng muốn điều tội ấy đâu. Muốn y cho người dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn chùa lầu cho nghĩ cao. Bao nhiêu cũng biết cái vàng thao, dạy khôn trần thế chớ nào dạy ngu. Sáng ngày con chó sủa tru, chừng heo cắn ổ hiềm thù mới yên. Đừng ham giành giật của tiền, người hung hay gọi kẻ hiền rằng nghi ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc ngữ tài bù cho nghi dân. Thôi thôi nói riết dần lắm, tới đây cùng lần ngừng lại bút nghiêng. Bửu châu công luyện cho non tân, sơn thủy môn giang bảo đình. Hương nồng danh thương kẻ tròn ân. Nam mô A Di Đà Phật.